đem lùi pháo Hoa Tông và chuẩn bị lên tượng nhằm củng cố trận thế. Đây là nước cờ mà Chu Tổ Cần dùng để đối phó với Trần Ngư năm 1996. Đến đây, cờ đen có hai cách đi quân. Một là pháo 2 bình 3 và hai là mã 7 tiến 6. Cách đi nhất của đen, pháo 2 bình 3. Đen xe 3 bình 4, mời đổi xe, view xuất mã. Đỏ tiến xe trói quân, nước cờ sức mạnh. Đổi lại, khi đỏ đi xe 2 tiến 1 bắt mã. Mỗi bên có cái hay riêng. Như đỏ xe 2 tiến 2. Đỏ mã 5 tiến 4 là view phá tượng, cờ đỏ bỏ quân lấy thế công. Đen xe 1 tiến 2, nếu đen đi nhầm lùi pháo bắt xe. Hình thành thiên địa pháo tuyệt sắc ở tháng cờ. Như đen xe 1 tiến 2. Cờ đỏ tiên thủ. Mời các bạn xem lại cách đi quân này.
Cờ đỏ tiên hổ. Cách thứ hai của em là mã 7 tiến 6. Đỏ xe 2 bình 4. Đổi lại, cái đỏ đi tốt 5 tiến 1. Cờ đỏ tiên thủ. Đi đỏ xe 2 bình 4. Đỏ xong tốt quả hả. Đổi lại, đỏ cũng có thể đi pháo 8 tiến 7. Đổi mã. Đến đây đen có hai khả năng, đi đen đi cờ đỏ tiên thủ, còn đi đen đi. Sau khi đổi pháo, cờ đỏ cũng tiên thủ. Như đỏ, tốt 5 tiến 1. Cờ đỏ tiên thủ. Mời các bạn xem lại cách đi quân này. Thank you.
Cờ đỏ tiên thủ. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận thuận pháo.